nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 từ các bề mặt ở cửa hàng tạp hóa thế nào. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Canada nói rõ nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ các bề mặt ở cửa hàng tạp hóa. Các nhà nghiên cứu tại Canada thu nhập 957 mẫu xét nghiệm tại 4 cửa hàng tạp hóa trong hơn 1 tháng. Theo nghiên cứu, không mẫu nào cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều đó có nghĩa là các bề mặt dễ chạm vào như tay cầm của giỏ hàng hoặc là cửa tủ đông sẽ an toàn khi chạm vào và các cửa hàng đã tuân theo quy trình làm sạch tốt. Phó giáo sư về khoa học thực phẩm cho biết, chúng tôi tin rằng làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc kết hợp với việc đeo khẩu trang sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ lây truyền từ các bề mặt trong cửa hàng tạp hóa sang người. Những nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng loại virus này có thể tồn tại trên các bề mặt trong nhiều giờ hoặc là thậm chí vài ngày, khiến nhiều người phải đeo găng tay khi đi mua sắm. Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu không chỉ lấy mẫu phẩm từ tay cầm của xe đẩy và giỏ hàng tạp hóa, mà còn kiểm tra các thiết bị đầu cuối thanh toán, băng chuyền ở quầy thanh toán, bề mặt xung quanh quầy bán đồ ăn nhanh, cũng như là tay cầm bằng nhựa và kim loại trong các khu vực thực phẩm đông lạnh. Sau đó họ làm xét nghiệm PCR để tìm RNA của virus. Theo phó giáo sư Corradini, những kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 cho thấy nếu các cửa hàng thực hiện tốt quy trình vệ sinh thường xuyên và theo dõi sức khỏe của nhân viên cửa hàng, thì nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 từ các bề mặt thường tiếp xúc nhiều trong cửa hàng tạp hóa là thấp. Các tác giả nghiên cứu cũng nhận định nghiên cứu này củng cố thêm những phát hiện trước đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Mặc dù việc truyền COVID-19 qua các bề mặt là khả thi, nhưng điều này khó xảy ra vì virus SARS-CoV-2 thường lây lan qua các giọt bắn hoặc lây truyền qua đường không khí từ những người bị nhiễm bệnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.